Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một quán cà phê đặc biệt tại số 101 tổ 17, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Quán cà phê Mai. Quán cà phê Mai nổi bật với không gian ấm cúng, thiết kế hiện đại và phong cách phục vụ chu đáo. Hãy cùng khám phá những điều thú vị tại đây nhé! Điểm đặc biệt của Mai chính là không gian rộng rãi và thiết kế hài hòa. Bạn có thể chọn ngồi ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành hoặc vào trong nhà với những góc nhỏ yên tĩnh và ấm cúng. Thực đơn tại Mai vô cùng đa dạng, từ cà phê, trà, nước ép đến các loại bánh ngọt và món ăn nhẹ. Hãy thử thưởng thức một ly cà phê đặc biệt hoặc một món bánh ngọt do chính tay đầu bếp của quán làm nhé. Khách hàng đến với Mai đều có những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy nghe họ chia sẻ về những ấn tượng đầu tiên khi đến đây. Mai 101 thường xuyên tổ chức các sự kiện thú vị và có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia và nhận những ưu đãi đặc biệt từ quán Nhi. Hay ghé thăm quán cà phê Mai tại 101 tổ 17, thị trấn Đông Anh, Hà Nội để trải nghiệm không gian tuyệt vời và những đồ uống ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn tại Mai. Khung cảnh bên ngoài quán cà phê Mai 101 vào buổi sáng sớm. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một quán cà phê đặc biệt tại số 101 tổ 17, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Quán cà phê Mai. Quán cà phê Mai nổi bật với không gian ấm cúng, thiết kế hiện đại và phong cách phục vụ chu đáo. Hãy cùng khám phá những điều thú vị tại đây nhé. Điểm đặc biệt của Mai chính là không gian rộng rãi và thiết kế hài hòa. Bạn có thể chọn ngồi ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành hoặc vào trong nhà với những góc nhỏ yên tĩnh và ấm cúng. Thực đơn tại Mai vô cùng đa dạng, từ cà phê, trà, nước ép đến các loại bánh ngọt và món ăn nhẹ. Hãy thử thưởng thức một ly cà phê đặc biệt hoặc một món bánh ngọt do chính tay đầu bếp của quán làm nhé. Khách hàng đến với Mai đều